Bạn thân là người luôn bên cạnh nhắc nhở khi ta làm sai, hoặc là người cất giữ những sai lầm để đến một ngày khiến ta sống không bằng chết. Nhóm bông hoa gồm 5 người: Min, Saja, Mai, Quan Quan và Pre. Họ là bạn từ năm nhất trung học nên rất thân thiết với nhau. Nhưng sau hôm nay, ngày mà Pre lấy chồng, sẽ là ngày mà nhóm bông hoa lụi tàn. Trong lúc cô dâu cùng 4 phù dâu đang chuẩn bị đến lễ đường, thì chú rể Bu lại ăn nằm với người khác suýt nữa quên mất giờ làm lễ. Khi mọi thứ sắp xong xuôi đâu vào đấy, thì giữa buổi lễ cô dâu bị lộ clip nhạy cảm. Vì là đám cưới của con gái thẩm phán và con trai của chính trị gia, khách mời rất đông, còn có báo chí đến dự. Pre bối rối không biết làm sao, thì Quan Quan ra hiệu cho cô giả vờ ngất xỉu để tránh mặt. Mẹ Pre vô cùng phẫn nộ, trong lúc tức giận bà ấy đã đuổi Pre ra khỏi nhà, còn nói cô chớt quách vẫn tốt hơn là làm bẽ mặt bà. Người giữ clip đó chỉ có 5 người bọn họ, nhưng ai cũng nói mình đã xóa nó rồi. Lúc này, nhân viên nhà hàng đến báo, lúc buổi lễ sắp bắt đầu một phù dâu đã đưa USB chứa hình ảnh để trình chiếu cho bên kỹ thuật. Họ không thấy mặt, nhưng thấy được vòng hoa trên tay chính là hoa oải hương của Min. May đã kiểm tra túi của Min, quả nhiên tìm được một USB. Mặc cho Min cố giải thích, nhưng 4 người kia chẳng ai tin cô cả. Min lại là người thân với Pre nhất, điều này càng khiến Pre đau khổ hơn, nhục nhã vì bị bạn bè phản bội. Trong lúc tuyệt vọng, Pre đã để lại lời nhắn trên ảnh cưới, rồi đến bên cửa sổ, đám cưới bỗng trở thành đám tang. Sau cái chết bi kịch của Pre, từ hôm đó May, Saja và Quan Quan mặc định Min là kẻ xấu xa đã hãm hại bạn mình. Ở đám tang Pre, khi được hỏi về tin đồn Pre từng tham gia tiệc tùng và chơi đồ vào năm ngoái, chú rể Bu đã đẩy mũi nhọn dư luận về phía nhóm bạn của cô ấy. Cô ý nói, muốn biết có phải hay không thì hỏi nhóm bông hoa đi. Mẹ Pre cũng bồi thêm nói rằng, con bà ở nhà ngoan lắm, tại chơi với đám bạn xấu này nên mới hư hỏng như vậy. Bị phóng viên vây quanh, 4 người chỉ có thể rời khỏi đám tang. Min quyết tâm phải tìm ra chân tướng sự việc. Cô sẽ tìm ra kẻ ném đá giấu tay này, giải oan cho bản thân. Thế là Min quay lại nhà hàng để xin video giám sát hôm đó. Anh trai Pre là Bit đã lấy nó trước, anh ấy hào phóng đưa video đó cho Min về kiểm tra. Tuy nhiên góc quay đó chẳng cho được manh mối nào, bởi vậy Bit mới dễ dàng đưa cho cô như thế. Anh Khun, đồng nghiệp của Min cũng là người chụp ảnh trong lễ cưới, cho rằng phải làm đến mức này thì hẳn là người đó hận Pre dữ lắm. Có khi nào Pre đã từng làm gì quá đáng không? Min chột dạ, liền kiếm cớ rời đi. Ngày an táng, nhóm bông hoa đến tiễn Pre, nhưng bị mẹ cô ấy thẳng thừng đuổi đi. Hai bên lời qua tiếng lại, Bu phải ra mặt để giảng hòa. 4 người họ chỉ có thể tiễn biệt quay từ xa mà thôi. Min cũng nói cho 3 người kia biết một chuyện, Bu đã tung tin đồn 4 người họ là nguyên nhân khiến Pre nông nỗi này. Anh ta đang tẩy trắng bản thân để tham gia vào bầu cử. Bu thậm chí còn đang chuẩn bị mở họp báo và nói trước với phóng viên, hôm đó sẽ tung ra những hình ảnh quan trọng. Đống ảnh này sẽ giúp anh ta thoát khỏi diện tình nghi và đẩy tội lỗi lên 4 người họ. Tuy nhiên anh ta đã quên lời cảnh cáo của Pre rồi, nhóm bông hoa xông vào quán bar tìm người tình của Bu, đang phát biểu trước cánh báo chí, thì Bu nhận được bức hình tình tứ của mình. Anh ta bây giờ mới nhớ đến, Pre từng nói, cô ta có 4 đứa bạn sẵn sàng xử lý Bu. Nếu Bu dám phản bội mình, dù cho cô ta chỉ là bức bình phong đi chăng nữa. Cuối cùng, Bu buộc phải kết thúc sớm họp báo mà chẳng công bố bất cứ bức ảnh nào. Xong chuyện, May đề nghị nhóm tan rã và cả 4 người đều đồng ý, họ cũng hứa với nhau sẽ giữ bí mật giữa họ thật là kỹ. Trong 3 người, chỉ có Saja cho rằng Min không làm chuyện đó, nhưng bị 2 đứa kia thuyết phục, cô cũng không dám nói nữa. Quan Quan có ý muốn đuổi khách, nhưng không đứa nào chịu đi. Đúng lúc May nhận được tin nhắn của ai đó, khỏi cần đuổi liền chạy đi ngay. Saja cũng đi, nhưng cô ấy đã hỏi Quan Quan rằng, có phải bấy lâu nay Quan Quan vẫn luôn ghét Min không? Min có cảm giác mình bị theo dõi, may mà gặp được bạn trai cô cũng yên tâm hơn. Min và Non hẹn hò đã lâu, nhưng cô vẫn luôn từ chối ân ái với anh ta với lý do chưa sẵn sàng làm chuyện đó. Lần nào cũng bị cô cứng rắn đẩy ra, khiến Non cay cú. Người đã gọi May là anh Bít cũng là khách hàng của công ty cô ấy. Mấy đứa trong nhóm, đứa nào mà không từng thích anh ấy đâu, đã vậy Bít còn liên tục tán tỉnh. Tỏ ra rất quan tâm đến cô ấy, khiến May không nhịn được lại rung động, thế là cô đã chủ động lên giường với Bít luôn. Saja là tiếp viên hàng không, kiêm luôn người tình trong bóng tối của cơ trưởng. Dù biết anh ta đã có vợ, nhưng cô vẫn lao đầu vào bất chấp hậu quả. Hôm nay, Saja còn chụp ảnh gã gẫm, khiến cơ trưởng phải tức tốc đến gặp cô. Ngay sau đó họ đã có một buổi tối nóng bỏng trên ô tô. Min không đáp ứng Non cũng không sao cả, vì bạn của Min sẽ làm điều đó. Hôm sau, Min đến nhà Pre lấy đồ, tình cờ gặp Bít. Hai người từng rất yêu nhau khi còn đi học, nhưng vì một chuyện mà phải chia tay. Từ đó, Min vẫn luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Bít, mặc cho anh vẫn đối xử với cô rất nhiệt tình. Saja đến dưới chung cư chờ Quan Quan, thì bất ngờ phát hiện con bạn mình đang qua lại với bồ của Min. Min đến nhà Pre, mẹ Pre nhìn thấy cô ấy như thấy kẻ thù. Bà ấy đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, nhưng lại quên mất bản thân cũng đã góp phần đẩy con mình đến bước đường cùng. Min vào phòng Pre, nhìn những bức ảnh cũ mà không kiềm được nước mắt. Gia cảnh của Min rất bình thường, nhưng Pre vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, chưa từng để khoảng cách xuất thân ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Vô tình, Min tìm thấy một ổ cứng được giấu đằng sau ảnh của Pre, trong đó là những bức ảnh bí mật của nhóm. Bất ngờ hơn là, còn có ảnh Pre chụp cùng với anh Khun. Cảnh tượng đêm qua trong ô tô của Saja đã bị người khác chụp được. Saja lo lắng, phu nhân Gan là bà nội của cô, sẽ thấy được nó.
Nhưng may cho rằng, người Sa Gia phải sợ là vợ cơ trưởng kia kìa, bỏ đi mà làm người. Sa Gia chống chế rằng, cơ trưởng không yêu vợ, anh ta sẽ ly hôn và cưới cô. Cũng bởi vì ngu mà lì, Sa Gia đã tạo ra bi kịch cho mình. Là bạn nhiều năm, nhìn cái mặt tươi như hoa của Mai, Sa Gia liền biết con nhỏ này đang yêu. Mai thú nhận đã qua đêm ở nhà của anh Bít. Bre đã đặt ra luật, không ai trong nhóm được yêu đương với Bít cả. Vì thế khi nghe Mai kể, Sa Gia liền nhắc nhở cô. Tối Bre nó cấu giò Mai, con Mai cảm thấy vô lý lắm, mắc gì họ không được hẹn hò với Bít chớ. Nhưng cô lại hơi thấy có lỗi với Min, dù cho họ đã chia tay từ lâu và cô ta cũng không có cướp bồ của bạn. Min đang hạnh phúc với Non cơ mà, nghe Mai nhắc, Sa Gia chợt nhớ tới cảnh tượng lúc sáng, chắc là hạnh phúc lắm ha. Min hỏi dò, anh Khun có từng gặp Bre chưa, thì anh ấy chối bay chối biến. Ngay sau đó, Khun liền gọi cho ai đó nói về chuyện này, trông anh ta vô cùng đáng ngờ. Thế là Min đã theo anh Khun đến nhà hàng, tình cờ nhìn thấy Bít và Mai đang tay trong tay đi với nhau, cô có chút chạnh lòng nhưng cũng không thể hiện nhiều. Min nghe được cuộc nói chuyện của Khun và một người, nhìn thấy USB cô liền xông vào chụp lấy, thì biết được người còn lại trong phòng là Bu. Hóa ra từ lâu Bre đã uy hiếp Bu bằng clip bí mật của anh ta, sau đó gửi nó ở chỗ Khun. Nếu ngày nào đó Bu không nghe lời, liền để Khun tung nó lên mạng. Và bức ảnh chụp Khun và Bre ở tiệc bể bơi là thứ khiến Khun phải nghe lời. Bu và Bre đều không yêu nhau, nhưng họ phải kết hôn vì mẹ Bre muốn điều đó. Mình cho rằng đây là lý do Bu hãm hại Bre ở lễ cưới, nhưng sự thật là những ai bị Bre đe dọa đều có khả năng làm chuyện đó như Khun. Thay vì bất bình cho cái chết của cô ta giống Min, thì anh lại thấy sảng khoái và hả hê. Sa Gia vừa đáp máy bay định về nhà thì nhận được tin nhắn của cơ trưởng. Tuy nhiên người đến lại là vợ cơ trưởng, Sa Gia đành phải gọi điện cầu cứu Mai. Tin nhắn hẹn gặp, vợ cơ trưởng đã xóa nên anh ta không biết chuyện hai người họ gặp nhau. Chị ta đề nghị Sa Gia cắt đứt với chồng mình, anh ta sẽ không ly hôn để cưới Sa Gia đâu, vì tất cả những gì cơ trưởng có bây giờ đều là nhà vợ cho. Nếu ra tòa, anh ta sẽ mất trắng, Sa Gia sớm muộn cũng sẽ bị đá giống những cô tiếp viên trước đó mà thôi. Chị ta có tiền tài và địa vị, còn cô thì có cái gì cho cơ trưởng ngoài thân xác đây? Từ đầu đến cuối, Sa Gia vẫn không thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với cơ trưởng. Nhận hay không vợ cơ trưởng không quan tâm, nhưng nếu còn ngoan cố thì cuộc hội thoại giữa hai người sẽ đến tai gia đình Sa Gia. Bằng mọi giá, Sa Gia phải xóa đoạn ghi âm đó, vì thế cô đã giật điện thoại của vợ cơ trưởng. Cả hai chơi đuổi bắt vào một trung tâm thương mại đang sửa chữa. Trong lúc giằng co, Sa Gia đã lỡ tay đẩy ngã vợ cơ trưởng, khiến chị ta bị ngã cầu thang bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, Mai đang đi tìm Sa Gia thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của con bạn. Khi chết rồi, người tốt sẽ lên thiên đường, còn kẻ gây ra chuyện sai trái phải xuống địa ngục. Nếu đó là sự thật, thì sao con người lại liên tục phạm lỗi, cứ như không muốn lên thiên đường vậy? Mai kiểm tra, không có máy quay giám sát, liền kéo Sa Gia đang hồn vía lên mây chạy về nhà. Chuyện đã xảy ra không thể làm gì khác được, chỉ có thể tìm cách chôn vùi nó mà thôi. Cũng may vợ cơ trưởng đã xóa tin nhắn hẹn gặp, nên cơ trưởng không biết cô ấy đi đâu. Lúc Sa Gia đến nhà hàng, phục vụ cũng không thấy mặt cô. Không có nhân chứng thì dễ rồi, Sa Gia chỉ cần tỏ ra bình thường hết sức có thể. Nếu lỡ cảnh sát hay cơ trưởng hỏi, nói rằng đêm nay đã ngủ với Mai là được. Sa Gia rối trí lắm, cô không chắc mình có làm được không nữa. Mai điềm nhiên trấn an bạn thân, mày làm được mà Sa Gia. Lúc còn đi học, nhóm Bông Hoa đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự và dĩ nhiên họ đã thành công qua mắt được cảnh sát. Nhóm Bông Hoa từng có nhiều hơn 5 người, Palana là thành viên thứ sau của nhóm. Họ quen biết nhau trong một lần Palana dựa vào mối quan hệ để vào danh sách múa của trường. Nhóm Bông Hoa muốn vạch trần Palana, nhưng cô ta đã tự nguyện rút lui trước. Lúc này, Min phát hiện ổ cứng của Bre có hình ảnh nhạy cảm của Palana và một người, thế là cô đến tìm Quan Quan. Min đưa bức ảnh Palana ngủ với Win, em trai Quan Quan để hỏi chuyện. Palana là một đứa vô cùng tồi tệ, Quan Quan rất hối hận khi cô đã giới thiệu em trai với con nhỏ đó. Để rồi Win bị nó lừa thành kẻ lụy tình, rồi xảy ra tai nạn phải nằm một chỗ rất lâu vẫn chưa tỉnh lại. Palana không chỉ hủy hoại cuộc đời nhóm Bông Hoa, nó còn hủy hoại những người thân yêu bên cạnh họ nữa. Quan Quan muốn Min xóa những bức ảnh đó, cô không muốn để người khác biết chuyện. Đột nhiên Non xuất hiện, Quan Quan vội vàng đưa Min đi chỗ khác. Lúc xuống sảnh chung cư, Min hơi bất ngờ khi thấy xe Non ở đây. Có điều anh Khun gọi đến có việc gấp, khiến cô quên bén chuyện này. Khun dẫn Bu đi nhậu, vì chuyện của Bre mà danh tiếng bị tổn hại, khiến Bu chán nản. Rượu vào lời ra, anh ta đánh nhau với người ta trong quán, nhưng người lãnh đủ lại là Khun. Sẵn có Min ở đây, Bu cũng nói ra khúc mắc trong lòng. Anh ta không dám nói mình và Bre yêu nhau, nhưng dù cô ta có làm gì, Bu đều chấp nhận cũng đã hứa chăm sóc Bre đến già. Anh ta cũng buồn vì cái chết của Bre chẳng kém gì Min đâu. Hôm sau Khun nghỉ, nên Min phải thay anh ấy phỏng vấn Bít. Min vì lời hứa với bạn thân mà từ bỏ tình yêu với Bít. Nhưng rõ là bây giờ, chỉ còn mình cô ngu ngốc giữ lời hứa đó thôi. Bít nói bóng gió về những lời hứa hẹn của cả hai vào năm đó. Anh ấy vẫn nhớ rõ như in và đó cũng là động lực để Bít tiến về phía trước. Trước khi rời đi, anh không khỏi nhắc nhở Min. Cái tội của cô là quá tin tưởng người khác, đang hạnh phúc với Non sao. Cẩn thận với mấy nhỏ bạn thân, chưa chắc tụi nó đã coi cô là bạn đâu. Non hào hứng khoe với Quan Quan rằng mình đã đặt được bàn ở nhà hàng mà cô ta thích. Đột nhiên Min đến tìm và rủ Non đi ăn. Thái độ lấp lửng của anh ta khiến Min càng cảm thấy lời của Bít là thật. Lúc này, nhân viên nhà hàng gọi đến xác nhận việc Non đặt bàn.
anh ta liền lươn lẹo nói rằng mình tạo bất ngờ cho Min. Cô biết thằng này lươn lẹo, nhưng Non giải thích rất hợp lý không bắt bẻ được. Saja cả gan đến bệnh viện hỏi thăm tình hình vợ cơ trưởng. Biết được chị ta khó mà tỉnh lại, Saja thầm thở phào. Khi cô định rời đi thì đụng phải em trai vợ cơ trưởng, cũng là trung úy Tom. Beat và Mai đang xem ảnh cưới của Bre thì nhìn thấy sấp ảnh của Min, Mai thẳng tay vứt chúng vào thùng rác. Thấy không khí không tốt, Beat chỉ liền đổi chủ đề, dẫn Mai lên giường ăn cơm. Sau khi xong chuyện, trong lúc Mai đi vệ sinh, Beat đã lén vào điện thoại của cô ta để tìm thứ mình cần. Cũng may anh kịp trả lại chỗ cũ trước khi bị phát hiện. Bị Tom tra hỏi, Saja quýnh quáng nhận mình là Kit Saja, em gái của cơ trưởng. Tom không đến dự lễ cưới nên không biết Kit Saja tròn méo ra sao. Saja tạm thời an toàn dưới thân phận này, nhìn cái mặt là biết anh ta khoái con nhỏ này rồi. Tom mượn cớ xin số điện thoại của Saja nhưng bị người đẹp từ chối thẳng mặt. Bể kèo với Quan Quan, Non phải hứa tối nay ghé qua chỗ cô ta thì Quan Quan mới không giận nữa. Trong lúc anh ta đang xoa dịu người tình bé nhỏ, Min đã đến hỏi nhân viên nhà hàng và biết được thằng Non nó đặt bàn từ 2 ngày trước rồi. Rõ là nó nói xạo mà, thế là Min đã rủ Non sau khi ăn tối đến nhà cô xem phim. Tưởng sắp được ăn ngon nên Non lập tức nhắn tin hủy kèo lần hai với Quan Quan. Ai dè chưa lên đến phòng, Min liền giở trứng đổi ý. Non lập tức quay lại với Quan Quan và Min đã theo dõi anh ta. Có điều cô đã sơ suất để Non thấy mình, vì vậy anh ta đã gọi bạn đến giả vờ mình vô cùng trong sạch. Mai giật mình dậy vì gặp ác mộng, trong lúc vô tình cô ta phát hiện Beat vậy mà lại lén giấu mấy bức ảnh của Min. Từ lúc còn đi học, Quan Quan đã thích Non rồi, nhưng người mà Non tỏ tình lại là Min. Yêu vào thì thông minh cỡ nào cũng thành ngu ngốc, và ngu ngốc nhất là kẻ nghĩ mình đã hiểu đủ về tình yêu. Để bù đắp cho Quan Quan, Non đã lên kế hoạch dẫn cô ta đi châu Âu, thậm chí để thể hiện Quan Quan rất quan trọng với mình, Non còn lưu khuôn mặt cô ta vào điện thoại. Saja tự cho là mình sẽ không bị lộ, nhưng Mai nhắc nhở cô ta, nếu Tom kể cho cơ trưởng nghe thì chuyện cô ta là anh em chung giường với cơ trưởng sẽ bị phát hiện. Đó là lý do Saja phải quay lại bệnh viện để tìm Tom, làm mọi cách để anh ấy không hỏi cơ trưởng về cô ấy. Thấy Saja là mắt Tom sáng như đèn ô tô, cô ta bịa lý do mình đang xích mích với cơ trưởng để anh ấy đừng nhắc đến mình. Saja không muốn gặp lại Tom nữa, nhưng đời làm gì như ý mình muốn. Vừa từ chối Tom xong thì biết được vụ án có tiến triển, Saja đành phải giữ liên lạc với Tom, cũng đồng ý lời hẹn đi ăn tối của người ta. Hôm nay Mi nhận được thư nặc danh, trong đó là sấp ảnh chụp lén Non và một cô gái đội nón hoa, có điều chủ nhân của nón là Saja chứ không phải Quan Quan. Saja đã vạch trần chuyện Quan Quan đang lén lút với Non, tuy nhiên Quan Quan cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả, kẻ không được yêu mới là người thứ ba. Min dắt anh Khun đi theo dõi Non đến dưới chung cư của Quan Quan thì bị chặn lại, đúng lúc bị Saja nhìn thấy. Không muốn mọi chuyện vỡ lở, Saja đã báo tin cho Non và cùng anh ta rời đi. Min vừa hay bắt gặp cảnh này, cứ thế cô hiểu lầm Saja là người đã phản bội mình. Saja không muốn hai người bạn của mình tổn thương, cô đã thuyết phục Non đưa ra quyết định và Non đã chọn từ bỏ Quan Quan. Min tủi thân đi nhậu đến xe bét nhè, anh Khun đang chật vật đưa cô về thì bị Beat hiểu lầm. Beat một mực đòi đưa Min về, nhưng cô nhấn mạnh cả hai đã chia tay, đừng quan tâm đến cô làm gì nữa. Beat vì buồn bã nên đã uống rất nhiều, đến nỗi lúc ân ái với Mai, anh còn vô thức gọi tên Min. Không nghe Beat giải thích, Mai đòi chia tay và chạy đến chỗ Saja. Non đề nghị dừng lại với Quan Quan liền bị cô ta đuổi đi. Tối đó Quan Quan đến quán cà phê nói chuyện với Min. Biết Min đã phát hiện Non ngoại tình, nhưng chưa biết người đó là mình. Quan Quan mặt dày khuyên bạn hãy bỏ Non đi và yêu bản thân hơn, anh ta không đáng để cô phải khổ sở như thế. Saja vừa trở về từ sân bay thì trung úy Tom gọi đến, báo tình trạng của chị anh ấy đã tốt hơn. Tối nay, Mai cùng sếp đến gặp khách hàng. Người đàn ông đó tên Quy, là một người rất lịch lãm, lại còn tử tế và ấm áp nữa. Anh ta nói rằng đã quyết định chọn công ty cô, còn tặng hoa và dây chuyền để báo đáp Mai. Anh ta nói mình quá vợ, vẫn chưa dám yêu ai, còn rơi nước mắt. Người này đáng thương quá đi, mình sẽ sưởi ấm anh ta từ thể xác đến tinh thần. Mai cho rằng mình là gà, nhưng sự thật cô chỉ là hạt đậu xanh thôi à. Không ai muốn thành người thua cuộc trong tình yêu hết, nên mọi người thường tỏ ra thông minh để kiểm soát cuộc chơi. Nhưng họ lại quên rằng, người chơi không chỉ có người ngu, người thông minh, mà còn có kẻ xấu. Quy đã lừa để thịt Mai, còn đổi ý bán đất cho người khác. Nhưng cơn ác mộng của Mai chỉ mới bắt đầu. Bạn nghĩ rằng, thứ gì có thể khiến con người ta thân thiết với nhau? Câu trả lời đó là việc chia sẻ bí mật. Nếu càng có nhiều bí mật với nhau, thì chúng ta lại càng hiểu nhầm, nghĩ đó là sự thật lòng, không có gì giấu giếm. Trung quý Tôm hào hứng nói rằng, hôm nay thì Mai chị gái anh ấy ấy sẽ tỉnh lại, lúc đó sẽ sớm bắt được kẻ xấu. Saja nghe mà tay chân bủn rủn, khi cô định thú nhận thì nhìn thấy cơ trưởng, Saja vội vàng giả ốm để tránh mặt. Trung úy Tom vô cùng chu đáo, mua thuốc còn dỗ dành Saja, khiến cô có chút rung động. Anh ấy vừa đi khỏi thì cơ trưởng đến, anh ta không hề nghi ngờ, còn cho rằng cô đến đây vì nhớ gã. Từ khi biết bộ mặt thật của tên cha nam này từ vợ gã, Saja đã bỏ ý định yêu đương với hắn rồi. Cô chỉ đang lo mình bị anh chàng trung úy kia còng đầu thôi. Min đến gặp Non, cho anh ta cơ hội để thừa nhận chuyện mình ngoại tình, nhưng thật thất vọng, Non đã chọn giấu đến cùng. Mai sau khi biết mình bị lừa, đã đến kể lể với Quan Quan. Đang nói chuyện thì mẹ Quan Quan bước vào, sẵn tiện giới thiệu bạn trai mới của bà ta, không ai khác chính là Quy, cái thằng vừa ăn thịt Mai tối hôm qua. Mẹ Saja bị ung thư, vẫn luôn được phu nhân Gan, bà nội của Saja chăm sóc.
Phu nhân Gan có một quỹ từ thiện giúp đỡ phụ nữ, trẻ em và nạn nhân của sự ngược đãi. Nực cười thay, khi bà lại là người ngược đãi cháu mình, chỉ vì mẹ Saza là người hầu. Kể cả khi lỡ tay giết người, thì người mà Saza sợ nhất không phải cảnh sát, mà là người bà này. Quy là một thằng đều mặt dày, hắn chẳng có chút chột dạ nào khi đối diện với Mai, còn rất biết cư xử khi bị Mai công kích. Mai định nói cho Quan Quan biết Quy là kẻ lừa đảo, nhưng khi biết Quan Quan mong sao gã đó cưới mẹ cô rồi chuyển tới Pháp luôn, để cô có quyền giám hộ em trai, Mai chỉ đành từ bỏ ý định đó. Lúc cô đi vệ sinh, Quy bất ngờ xuất hiện và đe dọa. Hắn không sợ cô sẽ kể chuyện của họ ra, ngược lại còn cho Mai xem những bức ảnh nóng bỏng của cô. Làm cho hắn một việc, hắn mới xóa những thứ này. Về nhà Quan Quan, Mai cứ như người mất hồn, cứ nhìn chằm chằm vào laptop của Quan Quan. Điều kiện mà Quy đưa ra chính là đem tập tin bí mật công ty trong máy Quan Quan đến cho hắn. Mai đứng trước hai lựa chọn phản bội bạn mình hoặc cứu lấy bản thân. Chưa kịp làm gì thì Saza đến, cô ấy đến cầu cứu Mai vì chuyện của vợ cơ trưởng. Mai không có tâm trí đâu mà nghĩ cách giúp bạn, vì thế đã động viên Saza đi đầu thú. Cuộc nói chuyện của họ đã bị Quan Quan nghe được. Cùng lúc này, Min rủ Non về phòng để xem phim. Non cứ nghĩ sẽ được ăn ngon, ai dè Min lợi dụng thời cơ lén lấy điện thoại Non rồi kiếm cớ chuồn đi. Cô thử nhập mật khẩu nhưng không được, chỉ còn một cách. Ba người đang bàn tính chuyện của Saza thì Min đến tìm họ. Cô thẳng thắn hỏi, ai là đứa đã cặp với bồ tao? Mai không biết chuyện, còn đề nghị nhờ bạn hack điện thoại giúp Min. Saza vô cùng luống cuống, trong khi Quan Quan lại im lặng đến kỳ lạ. Khun cha ra được, Bu là người đã gửi những bức ảnh chụp trộm Non với tình nhân cho Min. Dù không thích nhỏ đó lắm, nhưng anh ta cảm thấy chướng mắt khi nó cứ ngu ngốc bị bạn lừa. Cái nhóm bông hoa của nó là ổ rắn độc. Min chất vấn Saza, Mai từ đầu đến cuối vẫn ủng hộ Min, một mực muốn tìm ra cái con tiểu tam kia. Nhưng rất nhanh, Min nhận ra kẻ thứ ba là người khác. Điện thoại Non và wifi ở đây, trong khi cô chưa từng dắt thằng đó đến nhà Quan Quan. Điện thoại cũng nhận diện khuôn mặt, cô ta chẳng còn gì để nói nữa. Lúc này Non gọi đến, đầu dây bên kia anh ta gọi Quan Quan là em yêu. Chuyện vỡ lở, Quan Quan chống chế rằng Min không yêu Non, thì buông tha anh ấy, để người có tình đến với nhau đi. Mai thì quay ngoắt 360 độ, hùa theo Quan Quan chỉ trích Min. Lộn cái bàn, dẹp hết, khỏi có bạn bè gì nữa, Min uất ức rời khỏi đó. Còn hai thằng Khun với Bu uống cho say rồi xúc nhau luôn. Saza cực kỳ khó xử, ba người đều là bạn thân của cô, mà làm sao có thể lựa chọn. Nhưng rõ ràng, Min không thể giúp Saza chuyện cơ trưởng. Con nhỏ đó chắc chắn sẽ đưa cô cho cảnh sát. Chỉ có Mai và Quan Quan mới giúp được Saza mà thôi. Dù vậy, Saza vẫn rất lo cho Min, vì thế đã gọi cho Bit đến đón bạn mình. Bỏ qua ấn tượng không tốt lúc đầu, Palana đến đề nghị gia nhập nhóm bông hoa. Cái ngày đồng ý cho con nhỏ đó nhập bọn là ngày mà năm người hối hận nhất cuộc đời này. Vết sẹo trên ngực khiến Min nhớ đến cái đêm tồi tệ đó, khi cô và Bre phát hiện Palana không còn sống nữa. Sau khi bình tĩnh lại, cô đã trở về ngay trong đêm. Non đến nhà Quan Quan lấy lại điện thoại, cũng trả lại thẻ từ cho cô ta. Min biết chuyện rồi, giữa họ cũng không còn gì nữa. Đêm qua ai khổ ai buồn, chứ Bu với Khun vui gần chết, sáng ra còn hăng hái ăn uống một hồi mới chịu rời giường. Min buồn nên đã về ngủ với mẹ một đêm, nhưng cũng không ở lại lâu vì tên bố dượng dê già khốn nạn. Mặc dù con gái bị rình mò nhưng mẹ lại bênh vực gã tồi tệ kia. Min không hiểu nổi, mọi người đều muốn cô vì người khác, muốn cô giữ lời hứa làm người yêu tốt, làm người bạn tốt, làm con ngoan. Nhưng dù cô có cố gắng làm tốt đi nữa, dù có đau cũng chưa từng than vãn trách móc ai một lời nào. Để rồi khi gặp chuyện, không có bất cứ ai đứng ra bảo vệ cô cả, không ai xem trọng Min cả. Vậy cô còn cố làm hài lòng mọi người làm gì nữa? Saza đến gặp Trung úy Tôm để hỏi thăm tình hình vợ cơ trưởng, thì không may đụng mặt đồng nghiệp. Cô đã ôm lấy Trung úy để tránh bị phát hiện, khiến ai đó khoái muốn xỉu, cười không ngớt miệng. Xảy ra chuyện tối qua, Mai không định sẽ làm theo lời Quy nhưng hôm nay, hắn đã gửi vào mail công ty những bức hình của cô để cảnh cáo. May mà cô đã kịp thời xóa chúng đi trước khi sếp thấy. Tối nay sếp có hẹn bàn công việc với Quy. Nghe vậy, Mai đã đề nghị đi cùng, thằng khốn, dám chơi chị, để rồi xem. Nhiều lần tiếp xúc gần, Saza cảm thấy Trung úy Điển Trai là một người rất tốt. Lúc nhận ra mình thích anh ấy, cũng là lúc vợ cơ trưởng có biểu hiện tỉnh lại. Cảm giác tồi tệ này giống như lúc cô phát hiện Palana đã chết. Tội lỗi và sợ hãi bủa vây, đầu óc căng thẳng muốn phát điên. Min đến quán bar uống rượu với Khun, tình cờ Bích cũng đến đây. Nhìn thấy người mà mình yêu sao đậm, Min không nói gì, trực tiếp hôn lấy anh ấy. Hai người cứ thế về đến nhà Min, cảnh tượng chói mắt này đã bị Non nhìn thấy. Min không còn quan tâm ai nữa, giờ cô chỉ muốn làm những điều mà mình muốn thôi. Non tức tối đến quán bar uống rượu, cũng vì vậy mà xảy ra xô xát với người ta. Ở nhà Quan Quan có một hộp quà gửi đến cho Quy. Cô ấy tò mò mở ra thì thấy bên trong là đồ lót phụ nữ. Cùng lúc đó, Quy đang ở nhà hàng bàn chuyện làm ăn với Mai và sếp Mai thì nhận được cuộc gọi của Quan Quan. Mai cố ý làm dơ áo ngoài của hắn, rồi tranh thủ lấy điện thoại để xóa ảnh trong đó. Trong lúc Quy bên ngoài đang cố giải thích với Quan Quan về món quà kia, nhưng Mai nghĩ đơn giản quá rồi. Quan Quan nhắn tin hẹn Mai ra bãi xe, thì đúng lúc Non gọi đến. Khi Mai ra đến nơi thì chẳng thấy người đâu nữa, còn bị Quy bắt được. Cảm giác khốn đốn hệt như lúc cô thấy Palana nằm trên vũng máu. Trải qua một đêm mây mưa, Min chợt nhớ đến lý do cô phải chia tay Bit. Họ vẫn lén lút qua lại với nhau cho đến khi bị phát hiện, sau đó là phải hứa không được hẹn hò với anh Bit nữa. Min không có tâm trạng,
nên đã mở ổ cứng của Bre ra xem và cô đã nhìn thấy một thứ khiến mình vô cùng đau lòng. Quan Quan hối hả đến đồn cảnh sát vào lãnh non. Anh ta rất cảm động khi sau những chuyện vừa rồi, người yêu không đến, chỉ có người tình là bên cạnh mình. Cảm giác tội lỗi với Min bay biến, cả hai cũng chính thức hẹn hò. May đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Quy chỉ lưu hình trong điện thoại. Để trừng phạt, đêm đó hắn đã cưỡng ép cô. Khi tự lừa dối bản thân quá nhiều lần, lời nói dối đó sẽ dần khỏa lấp đi sự thật, đến nỗi chúng ta cũng không còn nhớ rốt cuộc sự thật là gì. Min đưa ảnh Bít ngủ với Palana ra chất vấn anh. Anh nói anh chờ em, mà anh làm như vậy đó hả? Tuy biết anh ấy vẫn luôn ngủ với rất nhiều người, nhưng tại sao lại là Palana? Min vô cùng khó chịu, cũng không muốn đối diện với Bít. Lúc này mẹ Quan Quan vẫn luôn giữ khư khư Quy bên mình. Mặc dù bà ta chẳng hề yêu thương cậu ấy, bởi vì bố Quan Quan đã để lại di chúc cho toàn bộ tài sản làm hai phần, mỗi đứa con giữ một phần. Bà ta là vợ, nhưng lại chẳng có được một xu nào cả. Vì bà ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ. Quan Quan đề nghị mẹ chuyển quyền giám hộ Win lại cho cô, đổi lại bà ta muốn tiền hay cổ phần đều được. Nhưng bà ta lại muốn cho người tình của mình chức phó chủ tịch trong công ty, để sau này tiếp quản không bị bỡ ngỡ. Lúc nhỏ, May bị dượng giở trò, lúc nào mẹ cũng có mặt kịp thời để bảo vệ cô. Nhưng bây giờ mẹ không còn nữa, không có ai bảo vệ, cô chỉ có thể chịu đựng tất cả. Saja cuốn gói đồ đặc chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Trước khi đi, cô đến tìm May để nói chuyện, thì mới biết bạn mình gặp chuyện. Non bị bà khóa thẻ vì cái tội lăng nhăng và chia tay Min. Cay cú, anh ta mang đồ Min tặng đến công ty trả cho cô, còn sỉ nhục cô trước mặt mọi người. Nói Min ra vẻ thanh cao, nhưng mới chia tay một ngày đã quay lại với người yêu cũ, bạn bè quay lưng cũng đáng, sống tốt quá mà. Min ngỡ ngàng không biết xử sự thế nào, cũng may anh khôn lên tiếng, thằng trẻ trâu kia mới chịu rời đi, May kể cho Saja nghe mọi chuyện. Saja thuyết phục gãy lưỡi, May mới chịu đến đồn cảnh sát báo án, nhưng chẳng ai tin cô cả, còn cho rằng do cô chưa thỏa mãn. Không ngờ, Quy cũng có mặt ở đây, anh ta còn cố ý để May biết mình có quan hệ rất rộng đến cảnh sát còn thân thiết với anh ta nữa kìa. May sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra trong ô tô tối qua, clip cũng quay lúc May có vẻ mặt hạnh phúc, có cái gì để chứng minh mình bị hại nữa đâu. Thấy vậy, Saja đã rủ May trốn qua Hồng Kông với mình, nhưng dự định của họ đã bị Quy nghe thấy. Sau đó Saja đến thăm mẹ lần cuối trước khi bỏ trốn. Trong lúc trò chuyện, bà ấy nói rằng phu nhân Gan rất thương cô, chăm sóc từ nhỏ, cho học trường tốt. Không có phu nhân thì hai mẹ con đã không được như ngày hôm nay. Dù sao Saja cũng là cháu ruột duy nhất mà. May trở về văn phòng tìm hộ chiếu thì sếp báo tin Quy đã đồng ý bán cho khách của họ và muốn cô tối nay đi ăn mừng. Tối đó, May tan làm thì gặp thư ký của Quy. Không ngờ cô ấy là một trong các nạn nhân của thằng khốn kia, cũng từng báo án nhưng không ai tin cô ấy, chân thành muốn May cùng mình tố cáo tên đó với cảnh sát. Có lẽ May không đi Hồng Kông được rồi, Saja được phu nhân gọi đến, buổi gala sắp tới thiếu người, nên bà ta đã ngoại lệ cho cô tham gia để phụ giúp mình, còn tặng cho cô một chiếc váy lộng lẫy. Cảm thấy cơ hội đã tới, Saja quyết định sẽ nhờ phu nhân giúp đỡ. Dù sao quỹ của bà ấy vốn là giúp cho những phụ nữ bị hại, nhưng tại buổi tiệc, có phóng viên đã hỏi về đứa cháu ngoài dã thú của phu nhân, đó là vết nhơ phu nhân vẫn luôn giấu giếm. Điều đó khiến bà ta tức giận và cho rằng Saja đang giở trò. Saja phải cầu xin rất nhiều mới xoa dịu được phu nhân, để bà ta không đuổi mẹ cô đi. Tối đó, Min phát hiện trong ổ cứng có một thư mục bị khóa, đã thử nhiều lần nhưng không mở được. Quan Quan vẫn luôn chăm sóc, hy vọng một ngày nào đó Win sẽ tỉnh lại, nhưng cô không biết rằng những lần Win có tiến triển luôn có một bàn tay âm thầm ngăn chặn. Saja thất thểu trở về nhà thì gặp Trung Quý Tôm, anh ấy đau khổ ôm lấy cô, báo tin chị mình đã mất. Thật là một tin tức tốt, năm người nhóm Bông Hoa lên đồn lấy lời khai cho vụ án của Palana. Vì đã thống nhất trước đó nên lời khai của cả đám đều giống nhau, là Palana tự mình nhảy xuống chứ chẳng ai làm gì hết. Đa số mọi người không sợ làm sai, chỉ sợ bị phát hiện là đã làm thôi. Đó là lý do chúng ta gây ra lỗi lớn hơn để che giấu nó. Nhưng trong thâm tâm, chắc chúng ta cũng đều thấy tội lỗi và tự trách mình rất nhiều, ngoại trừ năm đứa xấu xa này. Min mò mẫm cả tối mà vẫn không mở được thư mục đó. Lúc này, anh Khun gọi đến, dù cô đi nhậu, nghe Min kể, Khun liền nghĩ ngay đến Bít. Có lần anh ấy nhìn thấy Bít mở điện thoại của Bre, biết đâu Bít biết mật khẩu thư mục thì sao. Saja đến dự đám tang vợ cơ trưởng thì gặp cơ trưởng, sẵn tiện cô đề nghị chia tay luôn, còn viện lý do cảm thấy tội lỗi với người đã khuất. Ui chao, cả người nhẹ nhõm hẳn luôn nè, cô cũng định ngừng dây dưa với Trung úy Tôm luôn. Cứ ngỡ người mất rồi thì vụ án sẽ đóng lại, nhưng không. Ban đầu là vụ án cướp giật, giờ đã chuyển thành vụ án cố ý giết người luôn rồi. Tội danh này đủ để cô dành cả thanh xuân trong nhà tù. Saja đang rối bời nên không biết May đang tìm mình. Lúc này Quy đến, hắn muốn tối nay May phải lấy cắp thông tin từ chỗ Quan Quan cho hắn, nếu không thì chuẩn bị tinh thần làm idol mạng đi. Quy nghiễm nhiên trở thành phó chủ tịch, còn rất biết cách nịnh nọt cổ đông họ hàng của Quan Quan. Tự ý chọn đối tác quản lý cho dự án mới mà không thông qua chủ tịch. Tối đó, May đến văn phòng tìm Quan Quan, đang nói chuyện thì Quy kiếm cớ dẫn Quan Quan rời đi. May tranh thủ thời gian, sao chép thông tin từ laptop của bản thân. Khi Quan Quan quay lại thì May đã về lại chỗ cũ. Khi cô ta vội vàng muốn về nhà thì bị Quy bắt được. May nói mình không kịp lấy thông tin, hai bên đang giằng co thì Bít tình cờ xuất hiện và giải cứu May. Sáng hôm sau,
Quy trả thù bằng cách gửi ảnh May vào máy in của công ty cô, buộc lòng May phải đến nhà anh ta và ngoan ngoãn giao nộp USB. Hai bên trao đổi laptop, May xóa ảnh, còn Quy kiểm tra thông tin. Nhưng USB đó là giả, hắn liền bắt lấy May định trừng phạt cô, thì không biết từ lúc nào Quan Quan và Saza đã vào nhà và quay lại toàn bộ. Họ còn khuyến mãi cho thằng khốn đó mấy gót giày vào mặt. Trước khi rời đi, May không quên sỉ nhục hắn. Cái của mày nhỏ quá, tao không cảm nhận được gì luôn đó. Min đến gặp Beat để hỏi chuyện. Hôm đó, Bre đã chụp một bức ảnh và gửi cho cả nhóm, cũng gửi cho Beat. Đó là dòng chữ sự trả thù của Palana trên ảnh cưới. Min không hỏi được gì, còn bị Beat vặn ngược lại. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Palana? Con khốn Palana đã 5 lần 7 lượt ngủ với người yêu của bạn, đến cả người thân của bạn cũng không bỏ qua. Khi bị nhóm bông hoa chất vấn, thì Palana lại vênh váo rằng mình nắm hết tất cả bí mật của 5 người. Muốn nghỉ chơi cũng không được, vì cô ta sẽ kể hết tất cả cho mọi người nghe. May ôm lấy Quan Quan và Saza, vô cùng biết ơn vì đã giúp mình thoát khỏi tên biến thái kia. Quan Quan cũng cảm ơn May vì đã không phản bội mình. Nghe vậy, ánh mắt May chợt tối sầm, hẳn là không phản bội đâu. Đêm qua Min tâm trạng không vui nên đã ở lại uống rượu với Beat. Sáng dậy với cái đầu trống rỗng, cô hoang mang không biết trong lúc say có lỡ miệng nói gì với anh ấy không. Hôm nay Beat cùng mẹ đến gặp bác sĩ tâm lý của Bre. Cô ấy đã đến gặp bác sĩ thường xuyên. Trong nhiều năm qua, Bre áp lực vì không làm tốt như mẹ mong đợi, luôn trong trạng thái lo sợ mẹ sẽ thất vọng, dẫn đến mất ngủ liên miên và phải tìm đến bác sĩ để giải tỏa tinh thần. Bre đã nỗ lực hết mình để mẹ hài lòng, nhưng vẫn không thể vượt qua được anh Beat. Vì thế trong mắt mẹ, cô vẫn luôn chưa đủ cố gắng, vẫn luôn sai sót. Bà ấy chỉ quan tâm kết quả, không cần biết quá trình như thế nào. Sau một thời gian điều trị, Bre đã tốt hơn, gần như đã tha thứ và yêu thương bản thân nhiều hơn. Biết được con gái vẫn luôn cố gắng vì mình, mẹ Bre càng khổ sở hơn. Nhưng bà ta vẫn một mực cho rằng Bre ra nông nỗi này là do Min. Chính Min đã dạy hư con bà, để Bre chống đối và không nghe lời bà ta nữa, còn cho rằng bản thân rất hiểu rõ Bre nữa. Saza đi mua đồ thì vô tình phát hiện máy quay giám sát của tòa nhà này có khả năng đã quay lại cảnh cô có mặt ở hiện trường vụ án. Cô vội vàng gọi cho May, kể lại sự việc. Trên đường trở về, Saza tình cờ gặp Trung úy Tôm. Anh ấy đến đây để lấy bằng chứng trong vụ của chị gái mình. Saza rối như gà mắc tóc. May dặn cô cố gắng câu giờ, còn mình sẽ tìm cách xóa video. Saza cố ý làm mình bị thương để thu hút sự chú ý của Trung úy. Cảnh này đã bị một cậu bé bán hoa nhìn thấy, cô đành phải mua hoa để bịt miệng cậu bé. Trung úy Tôm quay lại, thấy cô bị thương còn muốn giúp người khác, khiến anh càng có thiện cảm. Vì thế đã không ngần ngại gác công việc sang một bên để dẫn người đẹp đi bệnh viện. Trong khi đó, May cùng Quan Quan lập kế hoạch xóa video của máy quay giám sát. Sao tao thấy như mình bước nửa chân vào tủ rồi ấy mày? Không chỉ có chân đâu, giờ còn mỗi cái ngọn tóc là chưa vào thôi đó mày. Thế là Quan Quan và May đến gặp bảo vệ, xin được xem máy quay giám sát với lý do phát hiện xe bị mất đồ. Từ hôm đó đến nay, Min vẫn luôn canh cánh trong lòng nên đã hỏi dò anh Beat. Anh ấy nói Min lúc say đã nói với anh, Palana lựa chọn cái chết vì mấy tấm hình của cô ta với bạn tình bị lộ, còn nói Palana mê sảng là do Bre. Min điếng người nhớ lại, tối đó nhóm bông hoa đã đột nhập phòng Palana để tìm laptop của cô ta. Palana giữ ảnh nhạy cảm của nhóm ở tiệc bể bơi, sợ bị lộ nên họ mới kéo nhau đi xóa ảnh. Giữa chừng bị Palana phát hiện, nó làm loạn lên. Khi cả nhóm tỉnh táo lại, thì nó nhảy mất tiêu rồi. Beat không hoàn toàn tin lời này của cô, vì Min lúc đó đã khóc lóc nói rằng tất cả là lỗi của cô, nếu không Palana và Bre đã không ngỏm. Bảo vệ kiểm tra không thấy có gì khác lạ, nhưng Quan Quan nghiêm túc khẳng định xe có vết cạy khóa. Khi cả ba xuống hầm gửi xe, Quan Quan giả vờ trượt chân để lấy thẻ từ. May liền lấy cớ đi vệ sinh để quay lại phòng bảo vệ. Bảo vệ kiểm tra một vòng nhưng không thấy vết cạy khóa nào. Đang lúc Quan Quan định tìm cớ khác thì không ngờ xe cô lại có vết cạy thật, lại to chà bá là khác. Không ngờ con May chơi lớn vậy, đúng lúc này có người chạy vụt qua. Cùng lúc đó, Trung úy Tôm không gọi được cho bảo vệ nên đã tập trung chăm sóc cho Saza. Bảo vệ bắt được kẻ trộm, nghĩ anh ta là người mà May thuê, Quan Quan đã cố ý để anh ta chạy thoát. Khi hai người quay lại phòng bảo vệ thì May đã xóa xong video. Ban nãy Quan Quan sợ chết khiếp, trách May sao làm như thật. Nhưng May đâu có nghĩ nhiều tới vậy, nó có thuê ai đâu. U là trời, gặp trộm thiệt rồi mày, má ơi. Tên trộm đó là do Quy thuê, tình cờ lại giúp Quan Quan và May không bị phát hiện. Biết chứng cứ đã bị xóa, Saza nhẹ cả người, tự nhiên cảm thấy Trung úy Tôm siêu cấp đẹp trai. Trước khi về nhà, cô còn hào phóng tặng anh ấy một nụ hôn, khiến ai đó muốn bay lên trời. Min sau đời đi uống rượu với Khun và Bu thì đụng mặt hai người yêu cũ. Biết hai người không còn bên nhau, Non lập tức châm chọc Min. Mặc kệ thằng chẩu tre đó, cô chẳng thèm quan tâm. Không hỏi được gì ở chỗ Beat, Min liền hỏi Bu về mật khẩu thư mục. Bu cho rằng con Bre nó yêu Min gần chết, nếu mà cưới được Min, nó cũng cưới luôn rồi. Nếu mà Min không biết thì chẳng ai biết được đâu. Lúc này, Non đã ngà say, anh ta liền tới kiếm chuyện với cô. Cà khịa Min trước mặt mọi người rằng cô vừa chia tay đã quay lại với người yêu cũ, chưa được mấy ngày đã bị người ta bỏ. Nhớ đến lời động viên của Bre, cô không muốn im lặng tự mình tổn thương nữa. Min thẳng tay đổ rượu lên đầu Non, kẻ ngoại tình mới là đứa cần xấu hổ đấy. Non định đáp trả, nhưng Beat đã kịp thời kéo Min ra ngoài. Saza thú nhận với Quan Quan và May rằng mình thích Trung úy Tôm. Hai đứa không hiểu nổi,
sao con bạn mình có thể thích người sẽ đưa nó vào tù. Lúc đầu là giả vờ tiếp cận, nhưng khi tiếp xúc lâu dài, sự chân thành của Trung úy đã làm Saza siêu lòng. Nhưng túm cái váy lại, Saza đã hại chết chị gái Trung úy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phát hiện. Tốt nhất vẫn là tránh xa người đó càng xa càng tốt. Mới vừa hứa sẽ làm theo lời họ, thì Trung úy gọi đến. Saza liền chạy đi nghe điện thoại ngay, thôi rồi, kiếm luật sư là vừa, con nhỏ này bị bắt chắc rồi. Mi khổ sở tâm sự với Bit, Bre lời bỏ thế gian vì bị người ta hại, rồi bạn bè và người yêu lần lượt phản bội cô. Đến cả mẹ cũng thế, giờ Min chẳng còn ai nữa. Cô không biết mình đã làm gì sai mà cứ phải đau khổ như thế. Mặc dù Min vẫn luôn trốn tránh Bit, nhưng anh lại là người duy nhất cô đặt hy vọng lúc này. Bit liền trấn an bằng một nụ hôn và cam đoan mình sẽ không bao giờ rời bỏ cô. May chút bỏ được gánh nặng nên vô cùng yêu đời, còn sắm một chiếc xe mới toanh từ tiền hoa hồng của Quy. Cô hẹn Bit đến quán cà phê, nhưng anh ấy lấy lý do bận việc để từ chối. Vậy mà vừa ngắt, Mai liền thấy Bit đi hẹn hò với Min. Saza hẹn Trung úy Tôm đi uống nước, sẵn tiện từ chối tình cảm của anh ấy. Nhưng sự tử tế và chu đáo của anh càng khiến cô đắm chìm không dứt ra được. Quy đến tìm Quan Quan để thỏa thuận, anh ta nhắc nhở Quan Quan về Win. Nếu cô không báo cảnh sát vụ của Mai thì hắn sẽ giúp Win. Buộc Quan Quan phải lựa chọn giữa em trai và bạn thân. Ngoài mặt không tin lời Quy, nhưng Quan Quan vẫn lắp máy quay trong phòng Win để theo dõi, xem rốt cuộc là Quy đang muốn nói gì. Hôm nay, Non dẫn Quan Quan đến ra mắt bà, không ngờ lại gặp Min ở đây. Từ đầu đến cuối, thái độ của bà với cháu dâu cũ và cháu dâu mới rất rõ ràng, bên nóng bên lạnh khiến không khí vô cùng căng thẳng. Quan Quan bị phân biệt đối xử, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhân lúc Min ở một mình, cô ta lập tức đến chất vấn. Nói qua nói lại, Quan Quan lại nhắc đến chuyện Pre chết là do Min. Sau đó, cả hai bay vào giáp lá cả, bà rất thất vọng với cả hai người. Min không giấu giếm mà thành thật nhận lỗi với bà của Non. Thấy cô như thế, Non rất chướng mắt, anh ta lên tiếng bênh vực cho Quan Quan chống đối với bà. Tuyên bố bỏ nhà đi và không lấy một xu nào của bà hết. Min không hiểu nổi, thằng Non ra vẻ tự hào cái gì nữa, trong khi nó là đứa sai trái trước. Đã vậy Quan Quan còn tuyên bố, hai đứa nó sẽ hạnh phúc cho Min ghen tị chết luôn. Trở về nhà Quan Quan, Non không nghe điện thoại của mẹ, mà cắm đầu vào tìm việc. Anh ta muốn chứng minh bản thân, muốn khiến bà phải hối tiếc. Quan Quan khuyên nhiều cỡ nào Non cũng không nghe nên đành thôi. Saza không những không bỏ được Trung úy, còn dắt anh ấy về nhà. Ở nơi riêng tư chỉ có hai người, Trung úy đã hoàn toàn hạ gục cô ấy. Từ hôm đó đến nay, Non cứ liên tục làm việc chẳng đoái hoài gì đến Quan Quan. Cô ta mang một bụng tức kể cho Mai nghe, Mai liền gợi ý cho Quan Quan. Ai sẽ là người điên loạn lên nếu biết Bit quen Min đây? Trong máy tính của Palana chứa rất nhiều hình ảnh và video không tốt của cả nhóm ở tiệc bể bơi. Có người muốn xóa chúng, có người lại muốn giữ phòng thân. Cuối cùng cả nhóm thống nhất sẽ sao chép lại và xóa bản gốc. Đúng lúc này, Palana trở về, nhìn thấy phòng mình sáng đèn, cô ta tức tốc chạy lên kiểm tra. Không phải cuộc chiến nào cũng mang đến hòa bình và kẻ bại trận không phải lúc nào cũng chịu đầu hàng. Đôi khi kết thúc của cuộc chiến đầu tiên sẽ là khởi đầu của cuộc chiến mới và kẻ bại trận mang trong mình hận thù cũng có thể trở mình biến thành kẻ chiến thắng. Sau một đêm nồng nhiệt, Trung úy trong lúc dọn dẹp nhà Saza đã nhìn thấy hộ chiếu của cô. May mà Saza kịp tỉnh dậy và giấu nó đi, trễ một chút nữa là bị lộ thân phận thật rồi. Quan Quan ở công ty kiểm tra máy quay giám sát ở nhà, phát hiện y tá đang tìm gì đó cho Win. Cô vội trở về nhà và tìm thấy trong thùng rác có một ống tiêm, đang tra hỏi y tá thì mẹ xen vào. Bà ta cho rằng Quan Quan đang làm quá vấn đề, Win chẳng bị sao cả. Thái độ rừng rưng của bà ta khiến Quan Quan rất khó chịu. Cô đem ống tiêm đến cho bạn mình kiểm tra. Anh ấy nói, đây chỉ là thuốc kháng sinh hoặc thứ tương tự thôi. Mặc dù không có gì khả nghi, nhưng người bạn đó từng xem bệnh án của WI rồi. Nếu không phải dùng thuốc gây cản trở, thì lẽ ra bây giờ Win đã có tiến triển. Mẹ Quan Quan không nhận được đồng nào từ di chúc, bác sĩ và y tá lại do bà ta thuê. Có khả năng gì thì không cần nói cũng đoán được. Hôm nay, Min đến căn hộ của Bit nhưng không truy cập được thẻ từ. Hóa ra mẹ Bit đã biết chuyện hai người quay lại từ miệng Quan Quan, bà ta chặn Min ở cửa, còn sỉ nhục cô trước nhiều người. Đúng lúc này Bit trở về, Quan Quan về nhà, kiểm tra sổ tiết kiệm của Win thì phát hiện mẹ đã xài hết số tiền mà bố để lại cho Win. Quan Quan trong khoảnh khắc đã có ý nghĩ muốn động thủ với bà ta. Cả ba người lên nhà nói chuyện, mẹ Bit vẫn tiếp tục mắng chửi Min, còn nói ra chuyện cô đã nhận tiền và đồng ý chia tay Bit. Min giải thích, lúc đó em cô bị bệnh, gia đình gặp khó khăn, hết cách cô mới nhận số tiền đó. Bit trách Min lẽ ra nên nói với anh để hai đứa cùng giải quyết và anh bắt đầu tin lời mẹ, tin rằng Min đến với anh chỉ vì vật chất. Quan Quan đến gặp luật sư để yêu cầu đình chỉ quyền giám hộ của mẹ với lý do bà là người nghiện rượu. Quy sẽ cung cấp bằng chứng cho Quan Quan, đổi lại cô sẽ không kiện Quy ra tòa. Tức giận chuyện Quan Quan thọc gậy bánh xe, Min liền đăng video của Palana và Win lên mạng để đáp trả. Quan Quan đã cho Quy một số tiền để hắn cao chạy xa bay mãi, không thấy con bạn hành động, Mai liền đến công ty tìm Quan Quan thì đụng mặt Quy. Mai hối thúc Quan Quan mau chóng tìm luật sư cho cô trước khi vụ án hết thời hạn, nhưng Quan Quan giả điên làm lơ, cứ né tránh Mai khiến cô ấy lòng nóng như lửa đốt. Saza đi hẹn hò với Trung úy thì gặp Min. Khác với hai đứa kia, Saza vẫn luôn xem Min là bạn, còn nhớ sở thích của đối phương là gì. Trước khi rời đi, Saza đã hẹn Min hôm khác đi shopping.
cô muốn cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Non ngoài việc có gia đình chống lưng, thì anh ta chỉ là một công tử ăn chơi, chẳng có chút tài cán gì. Bạn bè thừa biết năng lực của Non, nên chẳng ai tin tưởng mà hợp tác làm ăn với anh ta cả. Giờ Non đang nghèo rớt mồng tơi, đến cả cà phê còn chẳng có tiền để trả. Biết thấy đáng thương nên đã trả giúp cho Non. Khỏi phải nói, chỉ có một chữ nhục kéo dài. Quy đang hứng khởi chuẩn bị ra sân bay, thì Trung úy Tơm mang người đến bắt anh ta với tội danh biển thủ làm giả giấy tờ và có biểu hiện chạy trốn. Dĩ nhiên hắn sẽ không giơ tay chịu trói, có điều, Quy cũng có chút bản lĩnh, bị ba cảnh sát truy đuổi sát sao mà vẫn có thể chạy thoát được. Trung úy mang cái mặt bị thương về cho người yêu chăm sóc. Mặc dù không nói tên, nhưng Sa Gia nghe anh kể liền nghĩ ngay đến Quy. Không ổn rồi, cô phải báo tin xấu này cho mày. Quan Quan thông báo với mẹ, bao giờ tòa tức quyền giám hộ của bà ta thì cũng là lúc bà ta bị đuổi khỏi nhà. Nhưng thái độ của mẹ Quan Quan rất thản nhiên. Bà ta gửi video của Win cho Quan Quan, nhắc nhở cô nhớ rằng Win ra nông nỗi như ngày hôm nay đều là do một tay chị nó mà ra cả. Đừng ảo tưởng bản thân làm mọi thứ vì Win là do thường nó, chẳng phải là đang cố sửa chữa lỗi lầm hay sao? Ở tiệc bể bơi, Parana đã cho cả nhóm thử đồ chơi để tăng độ vui. Anh ấy cũng lâng lâng vui vẻ hết nấc, mấy bức ảnh không tốt cũng từ đây mà ra. Lúc Win đến tìm chị gái, Quan Quan đã nhờ vả Parana ở lại với em mình để cô đi lấy thêm rượu. Từ khoảnh khắc đó, Win đếm ngược đến ngày lụi tàn. Trên mạng, mọi người bàn tán xôn xao về video của Win. Có người còn đồn đoán rằng Win cũng chơi thuốc như Parana. Quan Quan định đáp trả thì bị Non ngăn lại. Đừng làm gì cả, để mọi chuyện tự lắng xuống, mọi người sẽ quên mau thôi. Quan Quan căng thẳng liền không kiểm soát lời nói của mình, mắng Non là đồ ăn bám, còn dùng tiền trong thẻ của cô thì đừng có lắm chuyện. Hôm nay Sa Gia vừa rời khỏi nhà thì có cảm giác mình bị theo dõi. Hóa ra là Duy, người yêu cũ của cô thời đi học. Sau vụ bị lộ ảnh Duy bị tước học bổng, bị đuổi khỏi trường, ước mơ trở thành cầu thủ quốc gia cũng tan biến, sống một cuộc sống của thằng thất bại. Sa Gia nghe vậy liền chột dạ, chuyện là một hôm nọ, cô lén trộm ổ cứng của Pre định xóa ảnh của mình trong đó. Đang xem giữa chừng thì Pre gọi đến, Sa Gia ngoài nghe điện thoại nhưng không biết có người đã để ý từ trước và lén sao chép một thư mục trong đó. Mặc dù không có ảnh của họ, nhưng lại có ảnh những khách hàng mua thuốc của Palana, trong đó có Duy, đâu đó làm lộ ảnh của gần trăm người. Cả bọn thuyết phục Pre nên tiêu hủy ổ cứng thì hơn, giữ lại mấy thứ đó chẳng hay ho gì. Giờ thì những bí mật của họ chỉ tồn tại trong đầu mà thôi. Video của Win làm ảnh hưởng đến công ty, các cổ đông liên tục gây áp lực lên Quan Quan. Cô ta tuyên bố sẽ nghỉ việc và đề cử người khác lên làm chủ tịch. Người đó không ai khác chính là mẹ cô, may biết chuyện Quy bỏ trốn, liền đến chất vấn Quan Quan. Chuyện của em trai khiến cô ta đủ đau đầu, chẳng còn tâm trí mà bận tâm đến vụ của May. Cứ ngỡ hai đứa thân với nhau như ruột thịt, nhưng cuối cùng Quan Quan lại bảo vệ tất cả trừ May ra. Cảm xúc của May lúc này vô cùng hỗn loạn, thất vọng và bất lực, cả tinh thần lẫn thể chất, mệt mỏi đến tê liệt. Non được người quen giới thiệu đến một gara làm việc. Cứ ngỡ về kiến thức về xe của mình sẽ có được vị trí tốt, ai dè ông chủ lại cho anh ta làm nhân viên rửa xe. May không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định sẽ tự cứu lấy mình. Sa Gia sau khi biết Duy thành ra thế này, liền cảm thấy rất tội lỗi. Nếu không phải do cô bất cẩn, thì chuyện có lẽ đã khác rồi. Sau những chuyện xảy ra, Min cảm thấy ai cũng vì bản thân mình thôi. Lúc đầu cứ đổ lỗi cho con Palana đã hủy hoại cuộc đời cả nhóm, khiến họ thành kẻ xấu, thành người mà mình ghét. Nhưng liệu có thật là do nó, hay nó chỉ là chất xúc tác, cho họ thấy rõ bản chất của mình? Sa Gia cũng cảm thấy như thế, có lẽ họ vẫn đang sống, để trả nghiệp mà mình gây ra. Quy đến tìm May cho cô biết, chính Quan Quan đã cho mình tiền để chạy trốn. Tuy nhiên, mục đích chính hôm nay hắn đến là muốn thỏa thuận. May đưa cho hắn thông tin mật của công ty Quan Quan, hắn sẽ xóa hết ảnh của cô. Min kể chuyện của Duy cho Khun và Bu nghe. Lần lộ ảnh đó khiến nhiều người bị hủy hoại lắm. Bu mới xem video của Win, liên tưởng đến một chuyện trong quá khứ. Anh ta cảm thấy Win hẳn là yêu Palana dữ lắm. Có lần Bu nhìn thấy Pre quỳ xuống cầu xin Win tha thứ, lúc đó anh ta có hỏi, nhưng không đứa nào trả lời. Win còn chủ cho Pre cuộc đời về sau, sẽ khốn đốn không được ai yêu thương, sẽ ngỏm trong đau đớn. Pre kích động dữ lắm, còn lái xe đuổi theo Win. Min chưa từng nghe Pre kể gì về chuyện này luôn. Bu đoán Win tới tận nhà chửi Pre là vì lúc đó cô ta đã không ngăn Palana nhảy xuống. Anh ta sau đó cùng Pre đuổi theo Win thì phát hiện cậu ấy gặp tai nạn nằm gục dưới đường. Min hỏi Bu có biết ai là lái xe đã tông trúng Win không. Bu lắc đầu, lúc đó rối rắm, có để ý gì đâu. May coi thử thư mục mình đã sao chép từ máy của Quan Quan ra xem thì nhìn thấy một video khiến cô hết sức sửng sốt, đến nỗi phải chạy qua nhà Sa Gia mở cho con bạn xem. Thằng Quy, kệ nó đi, từ từ tính tao, cho mày coi cái này này. Đó là video camera trước của chiếc xe đã đâm phải Win. Không phải tai nạn, là Win đã tự mình muốn kết thúc. Quan Quan bực dọc trong người không có chỗ xả, liền đổ lên đầu Non. Trách anh không thấy xấu hổ sau khi bố mẹ nuôi lớn từng này mà lại đi làm rửa xe. Non cảm thấy nghề nào chẳng là nghề, tự kiếm được tiền còn thấy rất vui là khác. Nhưng Quan Quan thì khác, cô không muốn có người yêu làm nghề đó. Cô muốn giành được Non là để chứng tỏ mình hơn người khác. Nhưng nếu anh không có tiền đồ như vậy, thì cô ta chẳng thèm nữa đâu. Giờ thì Non đã hiểu tại sao Win mãi không tỉnh, là do không muốn gặp người chị như thế này. Nói rồi Non ấm ức bỏ đi, Quan Quan vứt đồ của Non vào xọt xác,
thì nhìn thấy những lời động viên bản thân của anh. Hứa sẽ không mượn tiền em yêu nữa, sẽ đổ xăng bằng tiền của mình, sẽ chăm chỉ kiếm tiền để dẫn em yêu ăn đồ ngon. Quan Quan cảm thấy hơi có lỗi với Non, lúc này Min đến tìm và hỏi có phải chính Quan Quan là người đã đổi bản trình chiếu của Pre không. Min cho rằng Quan Quan hại Pre là vì Pre đã tông xe vào Win. Quan Quan chối rằng không phải, cô ta muốn điên với những suy đoán của Min. Làm ơn đừng đóng vai thám tử nữa, đừng lấy lý do đi tìm công lý mà nói những chuyện vô căn cứ nữa. Min chẳng biết cái quái gì hết đó, trước giờ cả nhóm cứ nghĩ Win gặp sự cố, không ngờ là cậu ấy nghĩ quẩn. Khi video của Win lộ ra, cậu từng làm chuyện dại dột một lần, nhưng Quan Quan đã kịp thời phát hiện. Rồi nhân lúc cô không để ý, Win đã ra ngoài và xảy ra chuyện đáng tiếc. Quan Quan không thể nói, Win thành ra thế này là vì nhóm của họ đã để lộ video được, cô ta chỉ có thể cố gắng làm mọi cách để giúp Win khá hơn mà thôi. Vậy mà Min lại khui video đó ra lần nữa, nếu hận thì cứ trút lên Quan Quan, chứ sao lại đụng tới Win. Đây là cách hành xử của người tốt, luôn muốn tìm ra công lý đấy hả? Biết mình quá đáng, Min thành thật xin lỗi Quan Quan. Saja cảm thấy rất tội lỗi, chỉ vì sợ ý của cô mà đã hại đời Rui và Win, còn khiến Quan Quan bị giày vò suốt bao năm nay. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cứ thế mà bước tiếp thôi chứ biết làm sao nữa. Min không hiểu, tại sao mỗi lần muốn giúp mọi người, lại chỉ làm cho họ trở nên tồi tệ hơn. May bỏ ngoài tai lời đề nghị của Quy, vì thế hôm nay hắn đã đi theo cô. May phát hiện ra, liền lập tức bỏ trốn, tình cờ gặp Min ở đó, có điều cũng không nói gì. Khi cô nghĩ mình cắt đuôi được rồi thì lại bị Quy bắt được. Vào lúc nguy hiểm, Min đã kịp thời đến giải vây. Min động viên May báo án, dùng những tin nhắn đe dọa của hắn làm bằng chứng, cho công chúng thấy bộ mặt thật của Quy. Quan tâm gì lời người khác nói về mình, chỉ cần làm điều tốt cho bản thân là được. Nghe vậy, May có chút dao động, cô ấy không thích Min. Thật ra là vì trong lòng không chấp nhận chuyện mình thua Min trong tình yêu. Trong tình bạn, dù cho có bị người khác ghét bỏ, Min vẫn đối xử rất tốt với đối phương. May chân thành xin lỗi và làm hòa với Min, cô ấy giờ đã bỏ qua anh Bit rồi. Phải công nhận Min và Bit sinh ra là dành cho nhau. May thật lòng mong hai người họ được hạnh phúc. Rui đến tìm Saja để mượn thêm tiền, lần này mượn nhiều hơn. Được voi đòi tiên, anh ta còn muốn đến ở với Saja. Dù sao hai người cũng từng rất gắn bó, anh ta tự tin, người yêu mới của cô sao bằng mình được. Đúng lúc Trung úy Tôm xuất hiện giải cứu cô, người yêu cũ thừa dịp nói xấu Saja trước mặt người yêu mới. Saja lo lắng Trung úy để bụng những lời đó, nhưng anh ấy chỉ buồn vì cô không kể với anh chuyện mình bị quấy rối, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao chứ. Chứ mấy lời thằng kia nói, đa số thằng người yêu cũ nào cũng nói như vậy, chả có giá trị. Rất vui vì có anh người yêu tin tưởng mình tuyệt đối, lại còn vô cùng đáng yêu nữa. May đến gặp Bit, chuyện Min nhận tiền của mẹ anh ấy để chia tay anh chỉ là một phần của câu chuyện. Thật ra thì, khi Min gia nhập nhóm không lâu thì Min có thai. Gia đình đang gặp khó khăn, cô không thể kể với mẹ. Bản thân lại còn đi học, không có khả năng nuôi con. Hết cách, Pre đã kể với mẹ, nhưng bà ta lại muốn Min từ bỏ đứa bé. Pre không chấp nhận được mẹ lại nhẫn tâm đến vậy. Vì bảo vệ bản thân, Pre đã cãi nhau với mẹ rất to, còn bị bà ta đánh đập. Không muốn bạn mình gặp rắc rối, Min đã đồng ý bỏ đứa nhỏ. Cô cũng dặn Pre không được nói chuyện này cho anh Bit biết. Nghe được đầu đuôi sự việc, Bit liền đến tìm Min để xác minh, anh trách cô sao lại không nói cho mình. Nói thì dễ, nhưng hai đứa lúc đó chưa kiếm ra tiền thì làm sao nuôi nổi một đứa trẻ. Mặc dù quyết định lúc đó rất khó khăn, nhưng Min biết mình không làm sai. Bit hỏi Min một cách chân thành, tình cảm của cô dành cho anh có còn không. Min không muốn che giấu nữa, vì cô thật sự còn yêu Bit rất nhiều. Saja đã hạnh phúc với người yêu mới, nhưng cơ trưởng thì không buông bỏ được cô, nhiều lần gọi đến đều bị lơ đi. Non và Quan Quan cũng làm hòa, cả hai đã tha thứ cho nhau. Trung úy Tôm đến sân bay đón người yêu, cảnh hai người tình tứ đã bị cơ trưởng nhìn thấy. Hôm nay, trong lúc đang đi ăn với sếp, May nhận được bưu phẩm là ảnh nhạy cảm của cô do Quy gửi đến. Trong khi đồng nghiệp trách cô ăn mặc hở hang, thì sếp lại bênh vực May. Ở đâu ra cái kiểu chỉ trích nạn nhân vậy, anh ấy còn khuyến thích cô bảo án. Nếu không dám, thì anh sẽ báo dùng cho, cần gì thì cứ liên hệ, không cần phải sợ hãi. Trong lúc trung úy đi lấy đồ uống, cơ trưởng đã đến nói chuyện với Saja. Anh ta không hiểu sao cô có thể gan đến như vậy. Nói dối là em gái anh ta để lừa tình trung úy. Cơ trưởng lấy mối quan hệ của họ ra dọa, nhưng Saja cũng không vừa. Chuyện lộ ra thì cơ trưởng cũng chẳng có được xu nào từ vợ quá cố đâu. Hôm nay có người đến bán xe cho ông chủ. Non là dân chơi xe, nên nhìn sơ qua đã biết chiếc này chỉ là đống sắt vụn. Anh ta ngạo nghễ vạch trần khách hàng với ông chủ. Cứ nghĩ chút hiếu thắng nhất thời đó đã khiến ông chủ ghét bỏ mà đuổi việc mình. Không ngờ ông ấy lại cho Non lên chức, khỏi rửa xe nữa đi theo làm trợ lý cho ông. Bit và Min không còn khúc mắc gì nữa, vì thế anh đã đưa cô về nhà để nói chuyện với mẹ. Biết con trai định nói gì, mẹ Bit cứ đánh trống lảng, còn mượn cớ đi làm món miếng cuốn tôm mà Bit thích để khỏi nghe anh nói nữa. Nhưng Bit thật sự nghiêm túc, nghe con trai nói như thế, bà ta từ tốn ôm lấy Min rồi bất ngờ tấn công cô. Bà ta mắng Min đã cướp đi Bit và Pre, nhưng sự thật là chính bà ta đã đẩy hai anh em họ ra khỏi cuộc đời mình. Một người mẹ chưa từng tự hào về con mình, chỉ biết bắt họ làm mọi thứ mà bà ta mong muốn để làm gì. Để lên mặt với người khác, không chỉ tranh đấu với người ngoài, hai anh em còn phải đấu với nhau vì mẹ. Bà cho họ cuộc sống đủ đầy hơn người khác, nhưng lại lấy đi của họ rất nhiều. Biết con trai rất thương mẹ, nên bà ta đã dùng tình cảm đó để đe dọa Bit, nói rằng mình yêu Bit nhất, tự hào về anh nhất.
Có thật vậy không? Khi món miến cuốn tôm là món yêu thích của Bre chứ không phải con. Thấy biết vì mình mà làm đến mức này, Minh cảm động lắm. Cô quyết định kể cho anh nghe về ngày khởi đầu của tất cả mọi chuyện. Đó là đêm nhóm bông hoa tham gia tiệc bể bơi qua lời mời của Palana. Min bên ngoài nhà vệ sinh chờ Bre thì bị người ta đến quấy rối. Để đuổi người, Bre trực tiếp hôn bạn thân một cái thật sâu. Min không nghĩ nhiều, còn bất ngờ vì độ chịu chơi của Bre. Ánh mắt Bre nhìn Min đầy ẩn ý, lúc đó đã bị Palana nhìn thấy. Từ lúc đó, Bre cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng. Những âm thanh sôi nổi bên tai như tách biệt với cô. Thế là Palana đã dẫn Bre đến một chỗ bí mật để cô được thử cảm giác lên thiên đường thỏa sức là chính mình. Nhóm bông hòa chơi đùa bên ngoài, chỉ có Min là phát hiện Bre đâu mất tiêu, đã vậy gọi còn không nghe máy nữa. Đúng lúc này cảnh sát tới, mọi người kéo nhau bỏ chạy tán loạn, cũng may Bre đã chịu nghe máy. Nhưng cô ấy lại bảo mình đang ở với Palana, bảo cả đám về trước đi và mai sẽ về sau. Min lo lắng khuyên nhủ thì bị Bre cho là phiền. Những gì xảy ra đêm đó đã bị Palana quay lại. Min hối hận vì đã không ép Bre về nhà với mình đến cùng. Trong lúc cả nhóm đang nhớ lại bữa tiệc vui vẻ hôm đó, Palana nói đã quay lại cảnh xấu hổ của Min và gửi vào nhóm chat. Nhưng khi mọi người mở ra xem đó lại là video nhạy cảm của Bre trong phòng bí mật. Bre tức giận bỏ đi, cô sợ Min thất vọng khi biết mình loại người đó. Nhưng Min tôn trọng sở thích cá nhân của Bre, đó chẳng có gì là sai trái cả. Không chỉ Min, ba đứa còn lại cũng nghĩ như thế. Quan tâm làm gì người khác thấy mình ra sao. Bốn đứa ôm lấy Bre, nhẹ nhàng an ủi, cảnh tượng này khiến Palana rất chướng mắt. Chuyện video nhanh chóng bị Bre quăng ra sau đầu, tiếp tục cùng Palana bay đi bay lại giữa thiên đường và địa ngục. Non khoe với bạn gái chuyện được thăng chức, thấy người yêu đang trở nên tốt hơn, Quan Quan vui lắm. Trung úy Tôm chạy bộ gần nhà Sa Gia thì gặp cơ trưởng. Khi anh định nói chuyện mình với Sa Gia cho cơ trưởng biết, thì một cô gái chạy đến. Cô ấy tự giới thiệu, mình là Kitsa, em gái cơ trưởng. Trung úy chợt tối sầm mặt, người này là Kitsa, vậy người anh đang yêu là ai? Trung úy Tôm về nhà, lén mở hộ chiếu của Sa Gia xem. Quả nhiên cái tên trên đó không phải Kitsa. Sau khi nghĩ thật kỹ, Min quyết định nói sự thật với Bit rằng Palana phải không tự mình nhảy xuống. Hôm đó cô ta trở về đột xuất, may mà cả nhóm phát hiện nên đã giả vờ đến chờ Palana đi ăn. Cô ta bán tín bán nghi đuổi cả nhóm đi về. Nhưng khi cả đám vừa bước đến cửa, thì Palana phát hiện laptop của mình ở không đúng chỗ, máy còn đang nóng như vừa mới xài. Lúc cô ta kiểm tra nó, bốn đứa lặng lẽ rời đi. Sa Gia ngáo ngơ đi chậm, đã bị Palana túm lại. Cô ta dùng kéo, vừa đe dọa vừa tra hỏi tụi nó tại sao lại xóa ảnh trong máy. Palana hung dữ, năm đứa làm không lại. Sau một hồi giằng co, cô ta bắt lấy Min để uy hiếp. May là con quỷ ác độc nhất, Quan Quan là đứa giả tạo nhất. Sa Gia thì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ngây thơ, nhưng lại lợi dụng người khác nhiều nhất. Min là công chúa lọ lem, chỉ có thể làm con hầu của người khác. Con Bre thì khỏi nói, nó là đứa xấu xa nhất rồi, nhào qua nhào lại, Min bị đâm một nhát. Ba người Quan Quan, Sa Gia và May ép Palana ra ban công theo lời Bre. Sau đó, cô ta đã ra lệnh đẩy Palana xuống. Min trong một khoảnh khắc đã đồng tình với cách làm này của Bre. Biết rất sốc, anh cứ nghĩ Min nói chuyện với người yêu cũ hay gì đó tương tự, không ngờ lại là chuyện liên quan đến mạng người. Biết không phán xét Min, vì anh chưa từng ở vị trí của cô lúc đó. Khi không trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta sẽ không thể nào biết được họ đã khó khăn thế nào để đưa ra quyết định. Mẹ Quan Quan lên làm chủ tịch, gây ra đủ rắc rối cho công ty. Tuy công việc và bạn bè không thuận lợi, nhưng cô ấy còn có non. Anh ta đã dùng hết tiền lương để mua cho Quan Quan một món quà nhân ngày kỷ niệm yêu nhau, khiến Quan Quan được an ủi rất nhiều. May trở về nhà thì phát hiện cửa phòng đang mở. Bên trong dán đầy ảnh nhạy cảm của cô cùng dòng chữ, có nhớ tôi không? Sa Gia đã báo cảnh sát, trong lúc chờ họ điều tra, May tạm thời đến ở ké Sa Gia. Min đến gặp Quan Quan để xin lỗi chuyện của Win, đồng thời báo cho cô ta biết Quy vẫn đang đeo bám May. Cùng lúc đó, Quy gọi cho May, cô quyết định sẽ tự lo liệu chuyện này. May mang theo laptop đến chỗ Quy ẩn nấp, cô chỉ đưa cho hắn một nửa, chờ xóa hết ảnh và video thì hắn mới nhận được nửa còn lại. Nghe Quy đảm bảo không còn lưu ảnh ở nơi khác nữa, May thẳng thừng quẳng laptop xuống đất, cô rút dao đe dọa thì bị Quy bắt được, còn bị hắn trói cô lên giường. Đang lúc nguy cấp, cửa bị ai đó mở ra. Sa Gia, Quan Quan và Min kịp thời có mặt giải cứu May. Lúc May âm thầm rời đi, đã bị Sa Gia phát hiện. Cô ấy sau đó đã gọi cho Min và Quan Quan đến hỗ trợ. Cả bốn người treo hắn lên, May định động thủ nhưng bị ngăn lại. Cảnh sát đang trên đường đến, họ phải rời khỏi hiện trường ngay bây giờ. Nhưng Quy không yên phận, hắn chơi với định đứng lên giường thì bị trượt chân, tự mình hại mình luôn. Cả bốn người về nhà, đinh ninh cảnh sát đã tóm được hắn, chuyện này đã kết thúc. Trải qua chuyện vừa rồi, nhóm bông hoa đã bỏ qua hiềm khích mà làm lành với nhau. Chị em lại lần nữa ôm lấy nhau thật chặt. Trung quý Tôm đến hiện trường thi thể đã lạnh. Ban đầu họ cho rằng đây là sợ tội mà tự hủy. Nhưng có nhân chứng nói rằng nhìn thấy một cô gái mặc áo hai dây màu đen, người nhỏ con, tóc ngang vai đã đến gặp Quy. Sáng sớm hôm sau, May nhận được tin báo Quy đã ngỏm từ cảnh sát. Lúc cô định rời đi thì đụng mặt Trung úy Tôm, mô tả kẻ tình nghi nảy lên trong đầu anh khi thấy May. Cuộc đời luôn có chuyện không ngờ đến, nên chúng ta cần phải có những người bạn tốt để đồng cam cộng khổ với nhau. Vì người bạn tốt giá trị còn hơn viên kim cương vô giá. Cái kết của cậu bé chăn cừu sẽ ra sao? Bị chó sói ăn thịt
hay đứng lên GS chó sói đây? Mai nói với cảnh sát đã nghe Quy kể rằng đang bị người ta truy sát và cô cũng không gặp hắn. Min thấy bất an lắm, cô nghĩ là cả bọn nên tự thú. Chuyện này chẳng khác gì chuyện của Palana. Có thể họ sẽ không bị phát hiện, nhưng những chuyện đó cứ lẩn quẩn trong đầu, dày vò cả cuộc đời này. Thà rằng tự thú, ít ra có thể giảm nhẹ nghiệp chướng của mình. Saza cũng nghĩ giống Min, nhưng trước mắt đợi Mai ổn định rồi sẽ tính tới chuyện đó. Trung úy Tom nhiều lần muốn hỏi Saza sự thật nhưng không có cơ hội. Saza nhận được cuộc gọi của người làm rằng mẹ xảy ra chuyện, trung úy muốn đi cùng nhưng cô nhất quyết không cho. Mẹ Saza qua đời đột ngột, không kịp nhìn mặt con lần cuối. Cô hối hận lắm, chỉ vì sợ miệng đời, sợ bà giận mà cô vẫn luôn để mẹ sống như người vô hình. Lẽ ra Saza phải dành những điều tốt nhất cho mẹ, cô sẽ tự mình tổ chức cho mẹ một tang lễ thật long trọng, mặc kệ phu nhân Gan có trách mắng thế nào. Cô chưa từng tự hào mình là cháu của phu nhân, cũng sẽ không để lộ bí mật mà bà ta tốn công tốn sức giấu giếm bao lâu nay. Nói ra những lời này, Saza cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Mẹ ruột mất, nhưng cô chỉ dám nói với trung úy là người họ hàng xa. Nhìn cô thế này, rõ ràng là người rất thân thiết nhưng lại chọn che giấu đến cùng. Trung úy Tom ôm lấy thất vọng rời đi, Quy đã hẹo, nhưng hôm sau ảnh và video của Mai vẫn xuất hiện trên mạng. Min và Saza phải an ủi nhiều lắm Mai mới nguôi ngoai. Họ gọi báo tin cho Quan Quan, nhưng Quan Quan đang gặp vấn đề lớn. Công ty đang loạn cả lên vì một tin đồn trên mạng. Một tài khoản luật sư đã vạch trần công ty cô tham nhũng dự án xây dựng của bộ, người đó còn nói có hẳn bằng chứng chỉ là chưa công khai thôi. Quan Quan cho rằng người đó là mẹ, mặc dù không có chứng cứ, nhưng chỉ có bà ta là có khả năng đó. Bà ta nói mình rất yêu Quan Quan, không thể làm chuyện đó được. Yêu con mà lại không nhớ ngày sinh của con, trong khi đó cũng là ngày mà chồng bà ta mất. Biết có dự án ở tỉnh, anh ấy buộc phải rời thành phố một thời gian và trước khi đi, anh muốn cầu hôn Min. Mấy cổ đông họ hàng của Quan Quan là người đã đề xuất ăn chặn ăn bớt trong dự án của bộ. Khi đó Quan Quan mới lên chức, ngây thơ tin tưởng họ nên mới xảy ra cớ sự này. Vậy mà khi chuyện lộ ra, họ lại đổ hết lên đầu cô, còn phủi mông bỏ đi như mình không liên quan. Tan học, Quan Quan trở về phòng làm việc, mẹ cô bắt đầu khóc lóc ôm lấy cô, than thở sao mà mình khổ quá vậy nè. Mẹ thật tệ, thật yếu đuối, chẳng giúp đỡ gì được cho con gái. Ngay cả khi Mai đến lấy thông tin mật của công ty, mẹ cũng không dám làm gì. Quan Quan vô cùng sốc khi nghe tin này, chính là Mai người mà cô coi là bạn thân đã đâm sau lưng mình. Quan Quan xông vào nhà Min tìm Mai và chất vấn cô ấy. Mai thừa nhận, nhưng cô không đưa cho ai hết, thông tin Quy có là đồ giả. Quan Quan một khi nóng giận thì không kiểm soát lời nói. Người yêu nó còn chửi như con, thì bạn thân có là gì, chửi vuốt mặt không kịp luôn. Để Quan Quan bình tĩnh lại, Min mới gọi và kể chuyện ảnh của Mai bị tung lên mạng. Cô để chìa khóa trong hộp thư và cho Quan Quan số phòng để cô ấy đến gặp Mai và nói chuyện cho đàng hoàng. Mai bị ám ảnh những lời của Quan Quan, thật ra trong nhóm, cô thân với Palana nhất. Vậy mà người hất Palana xuống lại là cô. Mai tinh thần bất ổn, uống thuốc xong cô liền ngất đi không biết gì nữa. Min và Saza trở về, chỉ thấy Mai nằm trên cũng si rô đỏ, cố gọi mãi, nhưng Mai đã đi rồi. Quan Quan tỉnh dậy với bàn tay đầy máu, ly rượu vỡ tan dưới sàn, chân còn đang mang giày. Người giúp việc kể lại, trong lúc uống say, Quan Quan đã đòi đến gặp Mai, nhưng thấy cô như vậy, bà ấy đã ngăn lại nên Quan Quan bắt đầu đập phá đồ đạc. Lúc này Min gọi đến, báo tin Mai qua đời rồi. Chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà Saza đã chịu hai sự đả kích lớn. Quan Quan không có can đảm đến dự, chỉ dám ở bên ngoài khóc thương cho bạn. Trong đám tang, Khun tỏ ra hằn học khiến Bu rất khó chịu. Khun chấp nhận cả hai yêu nhau không công khai, vì dù SAP Bu cũng là con trai chính trị gia. Nhưng anh ta lại xem Khun như kẻ vô hình, ít ra cũng phải hành xử như Hoa đã có chủ chứ, giận rồi. Không yêu gì nữa hết á, Bu hạ quyết tâm, đăng bóng lưng Khun lên mạng xã hội, kèm theo dòng chữ thật may mắn khi luôn có người quan trọng ở bên, khoái giữ à nha. Quan Quan đang đứng trước nguy cơ ngồi tù, vì thế cô đã cho Non cơ hội chia tay, vậy mà anh ta lại không ngần ngại từ chối, ngược lại còn muốn giúp cô. Nếu bây giờ Quan Quan có quan hệ với gia đình Non, có thể cô sẽ tránh được kiếp nạn này. Non đang rất tự hào về công việc hiện tại, nhưng vì Quan Quan anh ta sẽ từ bỏ và kết hôn với cô. Trung úy Tom hẹn Saza nói chuyện, anh ấy thật sự rất yêu cô, nhưng lại không biết chuyện của họ có cái gì là thật không. Saza muốn chứng minh tình cảm của mình, nhưng trung úy đề nghị cô dẫn anh ra mắt gia đình thì Saza lại không làm được. Thật ê chề khi một cảnh sát như anh lại không nhìn thấy cô đang nói dối. Anh đã đề nghị chia tay, nếu nói dối quá nhiều lần thì lời nói sẽ nhẹ tựa lông hồng. Đó là sự thật mà cậu bé chăn cừu đã học được. Quan Quan báo tin mình sắp kết hôn, cũng đồng thời mong cô đừng đến đám cưới của mình, hãy buông bỏ và sống cuộc đời của mình. Tối đó, Min cũng đồng ý lời cầu hôn của Bít, Saza đến gặp sếp của Mai. Anh ấy cảm thấy là Mai đau lòng lắm mới có thể dứt khoát như vậy. Hôm ở đám tang, bố của Mai có nói, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy chỉ có một vệt dài ở tay, không còn ở vị trí nào khác. Thông thường, người làm chuyện dại dột sẽ không tự tin và sẽ làm thử vài nhát trước. Còn như Mai là đã quyết định từ rất lâu rồi. Nghe vậy, Saza cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Lúc này, người giúp việc gọi đến. Phu nhân Gan từ sau hôm đó đã bị sốc và ốm liệt giường. Mặc kệ bà buông lời cay nghiệt, Saza vẫn sắp xếp người chăm sóc vườn hoa yêu thích của bà, cho người đến giúp bà trị liệu, còn tự tay thay bình đựng chất thải của bà. Ngoài miệng thì luôn tổn thương cháu gái, nhưng thật tâm bà rất thương Saza. Mặc dù phóng viên vẫn đeo bám, còn bị bố mắng nhưng Bu không hối hận với quyết định của mình,
cả hai còn hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Bu khuyên Min, sắp kết hôn rồi, nên buông bỏ chuyện của Brady. Nó sẽ hiểu cho cô mà, đóa hoa oải hương của Bray. Quan Quan trong lúc lau chùi giày dép, phát hiện có một đôi giày bị dính máu. Lúc này Saza đến nhà cô để thử đồ của phù dâu. Sau khi thử xong, Saza mang đồ của mẹ Quan Quan lên phòng dùng bà ta, thì vô tình phát hiện cái nút áo cực kỳ quen mắt. Đó chẳng phải là cái mà cảnh sát đã tìm thấy trên giường May hay sao? Cái còn lại còn dính máu đây này, nhớ lại lời của sếp May, Saza bủn rủn cả. Người mẹ Quan Quan là sát nhân, may mà cô kịp trốn đi trước khi bị bà ta phát hiện. Saza vội vàng muốn kể cho Quan Quan nghe, liền bị bà ta chặn họng. Cô không muốn ở lại đây thêm nữa, liền lấy cớ rời đi. Chưa ra đến cổng, đã bị mẹ Quan Quan đe dọa, mụ đàn bà này thật đáng sợ. Trở về, Saza định đến nhà kể cho Min nghe, thì trung úy đến giải cô lên đồn. Nhớ lại những lời của Bu cũng như cách Bre hay gọi mình, Min thử nhập mật khẩu hoa oải hương của tôi, không ngờ lại mở được. Và thứ bên trong khiến cô vỡ òa, sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn của Non, bà thấy rất rõ. Vì thế cũng không làm khó hai đứa nữa, cũng đồng ý mối hôn sự này. Chỉ mong hai đứa sẽ chung sống thế này với nhau thật lâu dài. Trung úy hỏi Saza về vụ án của chị gái anh. Saza đã thừa nhận mình có mối quan hệ bất chính với cơ trưởng. Cái gật đầu này của cô khiến hai trái tim đều tan vỡ. Máy quay giám sát đã quay được cảnh May vào hiện trường, kết hợp với lời khai của Saza, lại thành ra May đã ra tay với chị gái trung úy để bảo vệ bản thân. Còn Saza thì tiếp cận anh để theo dõi tình hình vụ án và câu giờ cho bạn mình hành động. Saza không có can đảm thú nhận, cô đã đẩy tội danh đó lên đầu người bạn quá cố của mình. Trở về, Saza đã vứt điện thoại của mình để che giấu chứng cứ nhưng lại bị Du lấy đi. Hôm nay là ngày Quan Quan lên xe hoa, Min đã đến phòng chờ và vạch trần bộ mặt thật của Quan Quan. Min có bằng chứng, Quan Quan là người đã đổi bản trình chiếu. Chính là video cô tìm được trong thư mục bí mật của Bre. Bre biết Palana và Win quen nhau nhưng vẫn luôn giữ kín, không nói cho ai biết. Hôm đó đang chơi vui thì Win bỏ về phòng, Palana và Bre đã quay video lại, định chọc kẹo cậu ấy một chút. Không ngờ tụi buôn thuốc đã ở đây từ lúc nào. Palana nhận tiền nhưng không giao đồ, nên khách hàng đã phản ánh. Để trừng phạt, bọn chúng đã nhắm đến Win đang ngủ say không biết gì trong phòng. Bre muốn báo cảnh sát, nhưng bị Palana cản lại. Tụi này là xã hội đen, nếu báo cảnh sát thì hai đứa sẽ bị truy sát, chưa kể trong người còn đang có đồ. Đừng ngu ngốc đánh đổi tương lai bản thân với tương lai người khác chứ. Đó mới chính là cú sốc khiến Win không thể nào vực dậy được, gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi mà. Bre lẽ ra có thể cứu được Win, nhưng lại chọn bảo vệ mình và giấu nhẹm chuyện đó đi. Vào ngày Win nghĩ quẩn, cô ta vẫn trơ trơ như không biết chuyện gì xảy ra. Palana đã chết, đoạn video đã được cảnh sát giải quyết, nhưng Bre lại sống rất hạnh phúc, sao có thể như vậy được? Quan Quan dùng Min làm công cụ để trả thù Bre, vì chỉ có người mình tin tưởng tuyệt đối phản bội thì người ta mới rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng. Saza cảm thấy tình bạn giữa họ đến lúc nên chấm dứt rồi, đau khổ như đó là đủ lắm rồi. Mặc dù rất thương bạn, nhưng cô ấy không thể chấp nhận chuyện mà Quan Quan đã làm. Nói là làm vì Win, nhưng Win có bảo Quan Quan làm như thế không? Win đã quyết định rời khỏi thế gian này từ ngày hôm đó rồi, nhưng cô ta lại một mực muốn giữ Win lại, mặc kệ cậu ấy muốn thế nào. Quan Quan bị mắng liền trách lại Saza, kẻ sát hại người khác rồi bỏ trốn thì hay ho gì mà nói người ta. Đúng là Saza hèn nhát, nhưng từ giờ cô sẽ không trốn tránh nữa. Saza cũng nói luôn, mẹ Quan Quan đã lén vào nhà Min và ra tay với mày. Và bây giờ Saza sẽ đầu thú, đồng thời đi bảo án. Quan Quan vô cùng mệt mỏi, bây giờ cô đang phải trả giá cho nghiệp chướng mình gây ra. Min quyết định xóa dữ liệu của ổ cứng, cô không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa. Đến giờ làm lễ, nhưng tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy cô dâu đâu, gọi cũng không được. Mẹ Quan Quan say xỉn về nhà, thì phát hiện Quan Quan đã trở về từ lúc nào. Bà ta hận May vì đã gây ra cái chết cho Quy. Quan Quan hiểu, nhưng điều cô không chấp nhận được là bà ta lại cố ý đóng giả làm mình để vu oan. Là mẹ hay là con quỷ mà ác quá vậy? Mặc kệ Quan Quan nói thế nào, bà ta cứ ra vẻ ngu ngơ không hiểu gì cả, cứ thế lên phòng đi tắm. Nhớ đến lời bố, lời của Saza, Quan Quan hạ quyết tâm tắt máy thở của Win để cậu ấy được ra đi nhẹ nhàng. Sau đó là đến mẹ, hóa ra bà ta không phải mẹ ruột, không có công sinh, cũng không có công dưỡng, đi theo bồi táng cho Win mẹ nhé. Quan Quan nhìn thấy bố, thấy em trai, cô nhớ vòng tay ấm áp của họ quá. Quan Quan tinh thần bất ổn, cứ thế bước đi vô định. Phu nhân Gan đã qua đời, bà ấy để lại toàn bộ tài sản cho Saza. Duy nghe vậy liền lấy điện thoại ra, đe dọa muốn Saza chia gia sản cho mình. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ kết thúc rồi, cô đã quyên góp toàn bộ tài sản cho quỹ của bà. Dù có điện thoại đó hay không, thì Saza cũng vào tù, có gì phải sợ nữa đâu. Trung úy Tơm đến áp giải Saza về đồn, với tội danh giết vợ cơ trưởng. Cô ấy đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Thật nhẹ nhõm, lẽ ra cô phải điều này sớm hơn mới phải. Saza cũng báo án chuyện của May với trung úy. Họ yêu nhau từng nào, thì bây giờ lại chịu đau đớn dày vò từng ấy. 3 năm sau, ai khổ thì khổ, chứ hai cây cà lem này cái kết viên mãn nha. Min đã sinh cho Bít theo một bé gái vô cùng đáng yêu. Mẹ Bít rất cưng cháu, nhưng dù vậy suy nghĩ của bà ta về Min vẫn như xưa. Cô chỉ là món đồ chơi mà Bre và Bít thích tranh giành thôi. Quan Quan vẫn luôn mất tích từ ngày hôm đó, Non chờ đợi cô đến phát điên. Mặc dù cả hai chỉ có thể nhìn nhau qua tấm kính, nhưng tình cảm giữa trung úy và Saza vẫn không thay đổi. Họ còn rất hạnh phúc với lựa chọn của mình Min. Trong lúc tìm đồ,
vô tình phát hiện một USB, trong đó có video của Win, hóa ra trùng cuối lại là anh Bit. Chính anh ấy là người đã gửi video đó cho Quan Quan, gián tiếp gây ra bi kịch cho Pre, chỉ vì chính Pre đã khiến anh và Min chia tay. Đồng thời cũng muốn chứng minh cho Min thấy, Pre là đứa xấu xa đến cỡ nào. Đúng như mẹ Bit nói, Min từ đầu đến cuối chỉ là món đồ chơi của hai anh em họ mà thôi. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký cho kênh để ủng hộ kênh nhé!